chó và chó sói có bộ gen rất giống nhau. Điều này gây khó khăn cho các nhà khoa học để hiểu lý do tại sao loài sói vẫn rất hoang dã, trong khi loài chó có thể sẵn sàng trở thành người bạn tốt nhất của con người. Hầu hết các chuyên gia đều cảnh báo không nên cố gắng thuần hóa sói. Tại sao? Người bình thường rất khó có thể đáp ứng nhu cầu của một con sói thực sự, ngay cả khi con vật đó thân thiện với con người. Hầu hết những con sói có chất lượng cuộc sống cao hơn trong tự nhiên. Các nhà khoa học khẳng định qua các xét nghiệm di truyền rằng chó sói và chó nhà khá giống nhau. Mặc dù vậy, sói lại rất khó thuần hóa. Sự khác biệt giữa chó sói và các giống chó khác bắt nguồn từ những trải nghiệm cảm giác đầu tiên của chúng và cách chúng hòa nhập với xã hội. Mỗi con vật đều trải qua một khoảng thời gian ngắn gọi là giai đoạn xã hội hóa. Trong thời gian này, chúng có thể được làm quen với nhiều thứ, chẳng hạn như động vật, cảnh vật, mùi vị và nhiều trải nghiệm khác. Chúng sẽ thích nghi với những điều này đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, sau khi cánh cửa xã hội hóa đóng lại, những trải nghiệm mới sẽ gây ra phản ứng sợ hãi. Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt giữa chó sói và chó nhà là khi chúng trải qua thời kỳ hòa nhập xã hội. Khi sói và chó nhà còn nhỏ, khứu giác của chúng phát triển đầu tiên, sau đó là thính giác và thị giác. Khi sói con trải qua thời kỳ hòa nhập xã hội, chúng chỉ có thể phát triển khứu giác. Khi cố gắng khám phá thế giới, những con sói con không thể học hỏi những điều mới bằng cách nghe hoặc nhìn. Và khi sự hòa nhập xã hội của những con sói con kết thúc và chúng bắt đầu phát triển thính giác và thị giác, những âm thanh và hình ảnh mới sẽ gây ra những phản ứng sợ hãi. Điều này có thể giải thích tại sao việc thuần hóa sói lại cực kỳ khó khăn. Mặt khác, chó nhà bước vào thời kỳ hòa nhập xã hội sau khi thính giác và thị giác của chúng đã phát triển. Vì vậy, chúng không sợ hầu hết những gì chúng nghe và nhìn thấy khi còn nhỏ. Điều này dẫn đến khả năng hòa nhập tốt và không sợ hãi của chúng với con người cũng như nhiều loài động vật khác.